Trong lúc chờ tóc khô thì mình làm gì? Mình quay clip xem xí. Hiện tại điều mà Fumiya chờ nãy cho mình đọc sang tên nhân vật rồi mọi người ơi. Đau thương của ngày hôm qua tôi đã quên hết. Những gì có thể quên được đều không còn quan trọng nữa. Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Reading. Như mọi người thấy trên hành hiện là tóc đang ướt nè. Thì đây là lần đầu tiên mà Lai lên video với một giao diện nó không được chỉnh tề lắm với mọi người. Tại vì Lai mới tắm xong mà kiểu cũng bị lười sấy ấy, thì trong lúc chờ tóc khô Lai tự nhiên muốn ngồi lên xém xí mọi người vậy đó. Như mọi người cũng đã thấy trên tiêu đề thì trong video ngày hôm nay tụi mình cùng trở lại với chuyên mục Wrap Up. Đây là một chuyên mục mà cũng khá lâu rồi Lai mới lại ngồi lên chia sẻ với mọi người ấy. Hồi trước thì mình làm theo từng tháng mà dạo này bị lười quá nên là video ngày hôm nay thì tụi mình cùng wrap up review sương sương một số cuốn sách mà Lai đã đọc trong quý 1 ha. À, ngày hôm nay thì mọi người nhớ để ý coi trên màn hình nữa ha, tại vì có nhiều cuốn sách mà Lai đang không có ở đây mà Lai cũng không biết là đã để ở đâu rồi. Bây giờ 2 giờ sáng cái kiểu mình bị lười đi tìm với mọi người. Mình sẽ để hình nè cũng như là một vài trang sách ở phía trong ở trên màn hình cho mọi người coi ha. Bây giờ thì không xàm xì nữa, tụi mình cùng bắt đầu đến với chuyên mục của ngày hôm nay thôi. Let's go. Trong quý 1 vừa rồi thì Lai đọc được 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng là 7 cuốn đấy mọi người, một con số rất là ít so với trước đây. Nếu mà mọi người đã theo dõi kênh nhà Lai từ lâu thì mọi người cũng đã thấy là trong những năm trước ấy, số sách mà Lai đọc trong một tháng cũng tầm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mấy cuốn kiểu vậy đó. Mà bây giờ là một quý, tức là cả 3 tháng ấy mọi người, là mình chỉ đọc được có 7 cuốn thôi. Và ngày hôm nay thì Lai sẽ review cho mọi người về 7 cuốn sách này ha. Đây, đầu tiên là cuốn Âm thanh của sắc màu của Jimmy Lau. Nếu mà các bạn coi clip Book Haul nhà Lai thì mọi người cũng từng thấy Lai đã nhắc đến em này trong đầu năm nay rồi. Thì đây là một cuốn sách tranh ấy mọi người. Tranh họa của Jimmy Lau thì cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà cuốn này bây giờ mọi người kiếm mua thì chắc hơi khó, tại vì em này là kiểu sách cũ ấy mọi người, đã hết hàng trên mọi mặt trận rồi. Lai cũng rất là may, Lai tìm mua được ở một hiệu sách cũ. Thì cuốn này ấy, nội dung là viết về một cô bé, mà cô bé này thì bị mù không nhìn thấy được. Xong rồi kiểu tác giả mới mô tả cuộc sống xung quanh cô gái này bằng những âm thanh của sắc màu ấy mọi người. Tức là mỗi khi mà đi đến đâu thì cô bé này sẽ dùng đôi tai của mình lắng nghe những âm thanh, sau đó rồi hình dung trong đầu ra những cái màu sắc, những khung cảnh xung quanh nó như thế nào mọi người. Và trong cuốn sách này nếu mà đọc thì mọi người sẽ tìm thấy rất nhiều câu nói chạm đến tim mình. Dù là trong cuốn sách này chủ yếu là tranh mọi người, chữ thì cực kỳ ít luôn, nhưng mà có nhiều câu siêu hay. Như là khi diễn đạt nỗi cô đơn của cô bé này thì họa sĩ Jimmy Lau mới vẽ một khung cảnh là cô bé này ngồi ở bên khung cửa sổ trong một không gian toàn là sách nè, kiểu cảm giác như là chỉ có một mình cô ấy thôi ấy. Xong rồi tác giả viết ở trang này là ai chịu đọc cho tôi một bài thơ bên cửa sổ lúc hoàng hôn. Tiếp theo là cuốn này Khi ta mơ quá lâu của Gopo Sen. Đây là lần thứ 3 hay lần thứ 4 gì đó Lai đọc lại cuốn này rồi. Cuốn này chỉ đơn giản kể về một anh chàng tên là Khoang Măng. Thì anh này được miêu tả trong tác phẩm là một người rất là bình thường luôn đấy mọi người. Tốt nghiệp này xong rồi ra làm một nhân viên thư ký, một nghề nghiệp mà rất là giống với cha của anh. Xong rồi sau khi làm thì anh ra biển đi bơi, rồi sống một cuộc đời mà anh này vừa cảm thấy bế tắc, vừa cảm thấy nhàm chán, nhưng mà lại không biết làm cách nào để mà thoát ra khỏi cuộc đời đấy. Thì là song song với việc miêu tả cuộc đời của nhân vật chính thì tác giả cũng cho thêm một số nhân vật phụ khác, và mỗi nhân vật thì sẽ có một cái điểm tương đồng hay là có một cái nét nào đó giống anh này, nhưng mà người ta sẽ làm gì để mà thay đổi cuộc đời của họ. Thì chính cái điều đó đã làm nổi bật lên được là cuộc sống của anh chàng này cứ kiểu bị bế tắc, nhưng mà anh này lại không biết cách nắm bắt cơ hội, cũng không biết cách làm sao để mà thay đổi. Nghe thì có vẻ giống như là một tác phẩm chẳng có gì đúng không, nhưng mà với người trẻ tụi mình ấy, nhất là những bạn đang trong độ tuổi 20 này, những người mà cũng chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời mình, thì chắc là mọi người sẽ cảm thấy đồng cảm rất là nhiều trong tác phẩm này. Có rất nhiều suy nghĩ của Khoang Măng trong tác phẩm này chạm đến mình và khiến mình phải suy nghĩ lại về cuộc sống của mình. Không biết tại sao nhưng mà mỗi lần đọc tác phẩm này thì Lai lại cảm thấy như là có một ai đó đang nói thay cho những cái nỗi niềm của mình, đang giúp mình giải tỏa những cảm xúc rất là căng thẳng, khó chịu. Và mình nhận ra là không phải chỉ bản thân mình đang trong hoàn cảnh bế tắc như vậy, và biết đâu được những bạn trong độ tuổi mình hầu hết đều là như vậy, và tụi mình chỉ đang cố gắng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Rồi với sau một cuốn sách mà kiểu rất là hoang mang mông lung vô định về tương lai thì lại một cuốn sách định hướng tương lai, Người trong môn nghề của team Spiram và Top CV cùng biên soạn. Cuốn sách này sẽ xoay quanh rất nhiều ngành nghề khác nhau, và đây giống như là một cuốn cẩm nang hướng nghiệp cho những bạn học sinh, sinh viên mà đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về các ngành nghề trong xã hội ý. Thì cuốn sách này được chia làm 3 phần với mọi người. Chương 1 là phù hợp hay là chết. Thì ở chương này người ta sẽ giới thiệu cho mình về những cái điểm khác biệt ở trong các môi trường làm việc khác nhau. Đầu tiên là một
cái Big Corp, tức là những cái tập đoàn lớn đó mọi người, thường là những tập đoàn đa quốc gia. Thứ hai là môi trường nhà nước này, thứ ba là startup và thứ tư là freelancer. Các bạn nên tham khảo cái phần này để biết là mình phù hợp với môi trường nào. Ở phần 2 thì là người chọn nghề, nghề chọn người, tức là trong ngành này sẽ là bài viết của rất nhiều tác giả chia sẻ về từng ngành nghề khác nhau, giống như là làm kỹ thuật này, làm bác sĩ này, công nghệ thông tin này, kiểm toán này, nghệ sĩ này. Và trong này có rất nhiều bài viết hay luôn đấy mọi người. Và đặc biệt phải nhấn mạnh cho mọi người ở phần này đó là mọi người không chỉ tìm đọc được là những cái kỹ năng này, những cái kinh nghiệm, kiến thức và cái môi trường trong cái ngành nghề đấy như thế nào để mà tụi mình chuẩn bị ấy, mà còn là đọc để mà học tập những cái tư duy của những anh chị tác giả chia sẻ trong tác phẩm này. Tại vì các anh chị chia sẻ đều là những người mà đang thành công trong lĩnh vực của họ và họ đã làm nghề rất là lâu năm rồi ấy. Và giống như kiểu mình đang được nói chuyện với một người rất là giỏi ấy, và họ đang chia sẻ những cái suy nghĩ của họ như thế này này, và tụi mình có thể thông qua cuốn sách này để tụi mình học được cái điều đó. Đây là một điều mà không dễ để tụi mình có được ở cuộc sống bên ngoài, tại vì đâu phải lúc nào tụi mình cũng được gặp một người tài giỏi, được ngồi nói chuyện đúng không? Và cũng đâu phải lúc nào người ta cũng chia sẻ cho mình hết tất cả những cái điều mà họ biết về nghề nghiệp đâu. Rồi chương thứ 3 là hành trình vào nghề. Thì ở đây người ta sẽ chia sẻ những cái lời khuyên để mà tụi mình chuẩn bị nếu mà tụi mình đang kiểu chuẩn bị hồ sơ này, xong rồi muốn apply vào một cái công việc nào đó, rồi phỏng vấn như thế nào. Và những cuốn sách Người trong môn nghề của Spiral với mọi người lúc nào cũng kiểu được trình bày cực kỳ xinh luôn, xong rồi còn có bảng biểu đồ các thứ ấy, cung cấp cho tụi mình những cái thông tin cần thiết, và có cả những mã QR để mà dẫn tụi mình đến những cái link chia sẻ những cái bài viết mà liên quan đó mọi người. Nên là like rất thích đọc cuốn này luôn. Nếu mà những bạn nào đang là học sinh sinh viên, hoặc là những bạn mà đã đi làm 1-2 năm rồi nhưng mà mọi người muốn tìm hiểu nhiều hơn về nghề nghiệp để mà thay đổi cái ngành nghề của mình ấy, thì mọi người có thể tham khảo thử cuốn này ha. Cuốn sách tiếp theo là Những mảnh ghép cuộc đời của Tableau. Ai từng đọc tác phẩm này cách đây vài năm rồi và kiểu Lai rất là ấn tượng với cái văn phong của tác giả, tại vì những cái cảm xúc giống như là cô đơn, lạc lõng, một mình, tan vỡ thì tác giả không cần gọi tên cụ thể bằng những tính từ mà Lai vừa nêu ra cho mọi người, mà tác giả sẽ dùng những cái cách kể chuyện, những cái nhân vật, những cái cuộc hội thoại để mà thể hiện cái điều đó ra trong tác phẩm. Và trong Những mảnh ghép cuộc đời thì là tập hợp của rất nhiều chuyện ngắn được Tableau viết trong khoảng thời gian anh mới hình như là mười mấy 20 tuổi thôi. Lúc mà mới đọc tác phẩm lần đầu tiên thì Lai có trong đầu một suy nghĩ là không biết người này đã từng trải qua những gì và có những cảm xúc như thế nào về thế giới này để mà viết nên được những cái chuyện ngắn như vậy mọi người. Nó là những câu chuyện rất rời rạc và thậm chí có những câu chuyện không còn có cả nội dung, không có câu chuyện luôn ấy. Nó chỉ là kể một phần nhỏ về một nhân vật nào đó thôi. Nó y chang là những mảnh ghép luôn ấy mọi người. Và đây là mảnh ghép của rất nhiều nhân vật khác nhau. Vậy nên tên cuốn sách được đặt là Những mảnh ghép cuộc đời đó. Nó vẫn chạm vào trái tim mình, vẫn khiến cho mình cảm nhận được cái nỗi cô đơn, cái sự bế tắc của người trẻ mà không biết làm cách nào để mà thoát ra được ấy. Lai mới đọc lại cuốn này vào tháng 2 lúc mà Lai ra Hà Nội, trong cái thời tiết mà Hà Nội rất là lạnh và không có nắng ấy, kiểu không gian rất là u ám. Rồi mình đọc cuốn này xong mình cảm thấy buồn kinh khủng luôn đó mọi người, buồn mà không thể dứt ra được luôn. À nhưng mà nếu được ấy mọi người nên đọc bản tiếng Anh của cuốn này nha. Lai cảm thấy là tiếng Việt nó không thoát hết được nghĩa của những cái điều mà Tableau viết ấy. Lúc mà Lai đọc bản tiếng Anh thì Lai cảm thấy nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Tiếp theo là cuốn sách Trong sách đánh người, lại thêm một cuốn sách mà đọc xong rồi mình cũng biết là mình để đâu luôn đấy mọi người. Thì Trong sách đánh người là một cuốn sách tranh. Cái tên này rất là dễ gây hiểu lầm với mọi người nhưng mà nội dung sách thì hoàn toàn không phải như vậy. Cuốn sách này là nói về màu sắc và có rất nhiều cảnh cực kỳ dễ thương luôn, giống như là mô tả cái tâm trạng, cái hành động màu sắc của tụi mình ấy. Kiểu như là thư viện này, sách này là nơi trú ẩn của màu sắc này. Mình sẽ dành rất nhiều tiền để mà mình mua sách. Trong cuốn sách này chủ yếu là để tụi mình ngắm tranh xong rồi hài hước vui vui chơi chơi một chút thôi. Nhưng mà vẫn có nhiều tranh nội dung tác giả viết thì Lai cảm thấy không hiểu lắm. Nên là cuốn này thật ra Lai cũng không highly recommend lắm cho các bạn. Nếu mà mọi người là người yêu sách và mọi người thích ngắm tranh ấy, mọi người có thể mua để đọc thử. Tại vì tính ra là em ý cũng rất là dễ thương, nhưng mà để nói là một cuốn sách mà khiến cho mình òa lên hay là cảm thấy quá là tuyệt vời thì em này chưa đạt đến mức đó. Vậy nên Lai chỉ cho em này là 3.5 sao thôi. Rồi, tiếp theo là một cuốn rất là dễ thương, Chuyện đó đâu ai ngờ. Đây là một cuốn của tác giả Hàn Quốc. Cuốn này thì kể về chuyện tình yêu của hai anh chị. Anh này là một họa sĩ này, còn chị này là một... Ở Lai quên mất cái nghề nghiệp chị này rồi. Nhưng mà đại loại là anh này là một người rất là cọc cằn, tính tình không tốt lắm. Nhưng mà từ khi gặp chị này thì chị này rất là kiên nhẫn, xong rồi kiểu một tấm lòng bao dung bác ái. Và chị này đã thay đổi anh này rất là nhiều để mà hai người
hòa hợp với nhau, rơi vào tình yêu này, xong rồi có một cuộc sống hai người một nhà vui vẻ lãng mạn kiểu vậy đó. Nếu mà các bạn nào đang tìm một cuốn sách dễ thương về tình yêu thì mọi người hãy tham khảo thử cuốn này ha. Đặc biệt là trong cuốn này còn viết về mèo này, xong rồi còn có một câu mà Nai cảm thấy siêu siêu hay, đó là ngay cả khi không thấy được em nơi xa vạn dặm, anh vẫn đang trồng một vườn hoa. Nếu như mà mọi người từng đọc tác phẩm này, chắc là mọi người cũng để ý thấy là chị vợ trong tác phẩm này siêu siêu định luôn đấy mọi người. Tức là chị ấy luôn thể hiện là mình là một người độc lập. Ngay cả khi có anh này bên cạnh hay không thì chị này vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Chị ấy có công việc này, có con mèo này, có idol này, có rất nhiều thứ mà chị này có thể làm. Vậy nên là chị này cảm thấy là trong cái thế giới của mình luôn bận rộn với những cái điều khiến cho mình cảm thấy thích thú, những điều mình quan tâm. Và chị ấy rất là yêu cuộc sống đấy. Cho nên là cái việc mà anh đấy xuất hiện trong đời sống của chị, tức là sẽ làm tăng thêm cái sự hạnh phúc, chứ không phải là cần anh này bên cạnh chị ấy mới hạnh phúc với mọi người. Đây là một cái tư duy cực kỳ hay luôn. Và nhất là với những đứa mà rất là cảm xúc và dễ bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác như mình ấy, rất là nên học tập những cái này để mà mình có thể tự hạnh phúc trong thế giới của riêng mình, rồi mình có thể chia sẻ cái hạnh phúc đó với một ai đó khi người đó đến, kiểu vậy đó. Rồi cuối cùng là cuốn sách này nè mọi người, Ngôi Nhà Chung Về Phía Biển Và Chuyện Ngày Sau của tác giả Mizuki Harada. Rồi đây là một tác phẩm cực kỳ hay và like rất là highly recommend cho mọi người. Cuốn này thì là giấy mọi người tầm 500 trang, và lúc mà mới nhận được thì like rất mong chờ cuốn sách này, tại vì like cảm thấy là em này chắc cũng có cái vibe gì đó rất là giống cuốn Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thẳm của TJ Klune. Cuốn này cũng là một tác phẩm chữa lành nhưng mà là một câu chuyện hoàn toàn khác của mọi người. Nội dung của cuốn sách này là kể về một anh chàng tên là Fumiza. Fumiza là một sinh viên mới tốt nghiệp ở Tokyo, xong rồi cũng mới đi làm luôn. Và anh này đã quyết định nghỉ việc sau khi mà nhận ra những cái điều không tốt ở chỗ công ty này. Thì trong cái lúc mà thất nghiệp ấy, anh này cũng không biết là cuộc đời mình sau này sẽ như thế nào nữa, tại vì kiếm việc ở Tokyo trong giai đoạn đó thì không hề dễ dàng một chút nào hết. Và anh này thật sự cũng biết là mình muốn làm gì trong cuộc đời mình. Ngay lúc đó thì anh này nhận được một cuộc gọi là cha của anh này đã mất. Thế là anh này phải trở về quê để mà lo hậu sự cho cha của mình. Thì cái lúc mà chuẩn bị mọi thứ để mà lo hậu sự, anh này phát hiện ra là cha của mình có một ngôi nhà, và ngôi nhà đó trông về phía biển này. Xong rồi anh này mới định là đến đó để mà dọn dẹp lại, sơn sửa lại, để mà bán được nhà với giá cao hơn thôi. Nhưng mà không ngờ rằng trong quá trình mà anh ở cái ngôi nhà đó thì anh lại dần dần tìm hiểu được những cái điều mà cha anh đang làm ở cái mảnh đất này. Xong rồi anh cảm thấy rất nhiều điều thú vị và bất ngờ về cha mình ấy. Tại vì hai cha con đã xa nhau rất là lâu rồi, nên là anh ấy hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của cha trong những năm tháng gần đây. Cùng với việc mà anh này khám phá ra được rất nhiều điều mà cha mình đã từng làm ở mảnh đất này, thì anh này cũng dần dần yêu cái cuộc sống ở nơi đây. Dù là ban đầu có rất nhiều khó khăn luôn, và anh này cũng phải tìm cách để sinh tồn ấy, phải kiếm miếng ăn theo đúng nghĩa đen và làm thế nào đó để mà kiếm tiền, để mà trang trải cho sinh hoạt hàng ngày ấy. Nhưng mà rồi dần dần anh ấy đã tìm ra con đường cho riêng mình. Anh ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình ở nơi mảnh đất này. Lại cảm giác giống như là hai cuốn sách gộp lại luôn đấy mọi người. Hay là nó là hai phần của câu chuyện. Tức là Ngôi Nhà Chung Về Phía Biển là một phần, và Chuyện Ngày Sau là một phần. Và Chuyện Ngày Sau thì là cái câu chuyện được kể dưới góc nhìn của anh chàng Fujime này, về một câu trả lời mà cuốn sách này có thể giúp cho các bạn, đó là ở lại thành phố hay về quê. Trời ơi, phải nói là cuốn sách này là một cuốn sách rất định luôn đấy mọi người. Lúc mới đầu đọc thì Lai cảm thấy là cái nội dung sách nó quá là chậm mọi người. Cái cách kể chuyện của tác giả nó đi chậm cực kỳ luôn, và mình kiểu cảm thấy không muốn đọc tiếp á. Nhưng mà rồi càng đọc thì mình cảm thấy trời ơi, cuốn này hay cực kỳ hay luôn. Có rất nhiều câu nói chạm đến tim và chữa lành. Có lẽ vì Fujime cũng giống tụi mình ấy, những con người mà đang ở độ tuổi đôi mươi, xong rồi tranh vanh, cũng đi làm nhưng mà cũng cảm thấy vô định về tương lai đồ. Nên là khi mà Fujime trải qua một cuộc sống ở làng quê dù rất là khắc nghiệt, nhưng mà rồi từng bước cũng tìm ra được con đường cho anh ấy, thì lại cho mình cảm giác như là mình đang đồng cảm với nhân vật này, tại vì mình cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy, và cho mình một cái động lực và một cái niềm tin và một tương lai tươi sáng hơn là mình cũng sẽ tìm ra được một con đường riêng cho mình nếu như mà mình cố gắng, mình tiếp tục. Chị Lai đọc cho mọi người nghe một số đoạn ha, một số đoạn mà Lai thấy thích này. Hiện tại điều mà Fumiza cảm nhận sâu sắc nhất chính là thời gian mang lại tiền bạc hay hạnh phúc. Thời gian của mình, hay nên nói là khoảng trống cho bản thân thảnh thơi, thư giãn. Chính vì có thời gian suy ngẫm nên cậu mới có thể gia tăng lượng công việc và sống cuộc sống như hiện tại. Những con sóng rồi cũng thay đổi bởi hướng gió, độ mạnh của gió hay dòng chảy của thủy triều. Tất nhiên lựa chọn cuối cùng phải do tự bản thân mình quyết định. Con sóng ấy thế nào với mình,
mình có nên cưỡi lên nó hay không, hay là chịu đựng chờ nó qua. Điều quan trọng có lẽ em nên nhìn nhận đâu là con sóng hợp với bản thân, sau đó can đảm thử thách, ví dụ như ngã khỏi ván chẳng hạn. Kiểu như là đọc cuốn này thì mình cảm thấy được hai mặt của vấn đề mọi người, cũng như là học được rất nhiều những bài học về việc chấp nhận những điều diễn ra trong đời mình và những điều mà tụi mình có thể thay đổi để mà khiến cho cuộc sống của tụi mình trở nên tốt hơn. Thật sự đây là một cuốn sách rất là hay nha mọi người, và bất cứ ai cũng có thể đọc được. Những bạn mà đang phân vân với công việc, những bạn đang muốn tìm một cái gì đó chữa lành, hay là những bạn đang tìm một tác phẩm mà giúp cho các bạn giải trí, đặc biệt là cuốn này cực kỳ hợp mang đi biển nha mọi người. Mùa hè rồi, đi biển thôi. Ta-da, vậy là Lai đã vừa giới thiệu xong cho mọi người 7 cuốn sách mà mình đã đọc trong quý 1 của năm 2023. Không biết là sau khi xem video thì mọi người đã quyết định là mọi người có đọc một cuốn nào trong những cuốn mà mình gợi ý không. Nhưng mà nếu mà có đọc thì mong là mọi người cũng chia sẻ cho Lai biết nhé, hoặc là tag Lai ở trên Instagram để cho mình biết với nha. Đó, tóc cũng sắp hô rồi mọi người, sắp đi ngủ được rồi. Vậy thôi, chương mục ngày hôm nay của Lai đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến đây. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và đừng có thức khuya như mình nha, không tốt đâu. Vậy thôi, không xàm xì nữa, hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc video tiếp theo của nhà Lai ha. Bye bye.